Chào các bạn, hiện tại thì cái ứng dụng Clip Club vẫn đang còn kiếm được tiền và nhiều người cũng đã rút được rất nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Và đây là một cái ứng dụng rất là uy tín. Và trong những cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta cài đặt cái ứng dụng này trên điện thoại và cài đặt cái ứng dụng này ở trên máy vi tính, và cách để chúng ta có thể là xem video kiếm tiền và cách để nuôi cá kiếm tiền. Và trong cái video hôm nay thì tôi sẽ nói rõ hơn về một số các cái cách để chúng ta có thể kiếm tiền được từ cái ứng dụng này. Đây, chúng ta thấy thứ nhất, đây là cái phần đầu tiên chúng ta có thể xem video để chúng ta kiếm Club Coin. Và từ Club Coin chúng ta sẽ đổi ra là đô la, và từ đô la chúng ta sẽ rút về tài khoản PayPal hoặc là rút về bằng cái thẻ nạp điện thoại. Thì ở đây chúng ta thấy trên cái màn hình của chúng ta là nó có những cái phần bên góc bên tay trái, đây là cái phần video, để chúng ta bấm vào đây để video, hoặc là bên cái góc cái nút thứ hai đây là phần này là phần chơi game, còn phần thứ ba đây là cái phần này là các cái phần thưởng, mở các cái dương báu nếu mà chúng ta tìm được. Thì cái phần trong phần này thì tôi đã mở hết rồi, và cái phần cuối cùng đằng bên này là phần để chúng ta cài đặt các cái thông tin cũng như là các cái tài khoản của chúng ta. Để chúng ta có thể xem qua, cái này là cái mà tôi vừa mới đăng ký, thì ở đây đã kiếm được là 4,21 đô rồi. Thì trong này thì tôi đã rút hơn 10 đô ở trong này. Thì để cài đặt cái app này thì rất là đơn giản, chúng ta có thể xuống những cái phần mô tả của video, chúng tôi để lại cái link ở dưới đó, để chúng ta bấm vào cái link đó để chúng ta cài đặt cái app này, hoặc là chúng ta có thể lên Google Play để chúng ta tải cái app này về. Chúng ta bấm vào đây. Đây, trên thanh công cụ này thì chúng ta gõ Clip Club vào, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ hiện ra ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta cài đặt. Nếu cái việc cài đặt cũng rất là nhanh, bởi vì nó có mới hơn 24 mê. Rồi, sau khi cài đặt xong rồi, thì chúng ta sẽ bấm vào Open để chúng ta mở cái app này lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đăng ký cái app này bằng cách là đăng ký bằng số điện thoại, hoặc là đăng ký bằng Facebook, hoặc là đăng ký bằng tài khoản Google. Thì bây giờ là ta sẽ đăng ký bằng số điện thoại, ta bấm vào đằng dưới này. Bây giờ là bạn nào mà có số điện thoại của Việt Nam thì ta chọn cái mã ngoài này là +84, và ta điền cái số điện thoại của Việt Nam ta vào đây, bỏ cái số 0 đi. Còn nếu như có số điện thoại của nước ngoài thì chúng ta sẽ chọn cái mã ngoài này là +1. Chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn là +1. Đây, tôi sẽ điền một cái số điện thoại của nước ngoài vào. Rồi, sau đó bấm vào Recorder. Ở đây ta bấm cái kéo cái vạch này lại này, này cho nó khớp với cái ô này là được. Rồi, nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã về số điện thoại của chúng ta. Thì chúng ta điền cái mã vào đây, 5921. Rồi bây giờ ta sẽ đăng ký một cái tài khoản, ta là nam hay là nữ. Nếu ta là nam thì ta bấm vào nam, đây ô đây là nam, còn ô này là nữ, đây là nam này. Rồi bây giờ ta sẽ điền cái nick, cái tên của chúng ta vào. Ví dụ như tôi sẽ điền cái tên của tôi vào đây. Đây. Ta thấy
chọn hình đại diện của ta ở phía trên nữa. Đấy, ta bấm vào đấy để chọn hình đại diện. Rồi. Rồi, ta chọn, bấm vào đây để ta chọn một cái hình ảnh trước rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái ô nam này và chọn tên của chúng ta vào. Sau đó chúng ta bấm vào Next. Rồi chúng ta để cho nó, bấm cho nó chạy hết cái vòng này. Rồi chúng ta bấm vào đây. Mũi tên nó chỉ vào đây thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Tức là nó sẽ chỉ chúng ta là bấm vào cái ô này. Hoặc là chúng ta có thể xem video. Chúng ta xem. Chúng ta có thể này, có cái đồng hồ. Chúng ta có thể tắt tiếng này. Bên này chúng ta thấy có cái đồng hồ nó đang chạy. Và có một cái vạch màu vàng nó chạy. Đến cái ô dương nào thì nó sẽ bật ra cái ô dương đó. Và chúng ta sẽ nhận được các cái phần thưởng trong các cái hòm dương báo này. Để chúng ta có thể kéo để chúng ta xem các cái video. Đây là cũng là một cách để chúng ta kiếm đô la từ cái chương trình này. Đây, chúng ta kiếm này. Đấy, như thế là được một cái dương này. Đấy. Và chúng ta có thể bấm vào cái ô này để chúng ta xem. Hòm dương báo đây. Đây, trong này. Bấm vào đây. Ở trong này chúng ta đang có một cái phần thưởng là đây, chúng ta mở ra. Xem được 500 club coin. Đấy, 25 trên 20 rồi. Đấy, có rất nhiều cái thẻ này, rất nhiều các cái phần thưởng. Rất là tuyệt vời. Thì ta có thể mở cái này ra để chúng ta xem là chúng ta được cái phần thưởng là gì. Chúng ta bấm vào đây. Để có thể là được 1 đô 0.7 hay là 0.5 thì chúng ta bấm vào đây. Thì bây giờ ta sẽ bấm vào cái dương này. Thì chúng ta thấy ở trên phần trên này là có một cái chữ redeem ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào để nhập cái mã code vào đây. Mã code vào đây thì chúng ta sẽ nhận thêm được 1 đô nữa. Chúng ta bấm vào chữ redeem ở trên cái góc phải bên này. Để chúng ta bấm vào đây. Cái mã redeem, mã code này nó gồm có 10 ký tự. Thì chúng ta sẽ chọn 10 cái ký tự đấy để chúng ta đưa vào. Cái mã này tôi để dưới cái phần mô tả của video nhé. Đây, ta sẽ nhập cái mã này vào. Đây, 545 176 176 0094. Ta nhập cái mã này vào thì ta sẽ được nhận thêm 1 đô nữa. Các bạn nhớ kỹ, nếu mà các bạn nhập sai thì các bạn sẽ không được. Và sau khi cài xong là phải nhớ là phải nhập cái mã này luôn. Nếu mà để cái thời gian quá lâu thì chúng ta nhập vào cũng sẽ không được nữa. Cho nên là các bạn chú ý, để nhận được 1 đô thì các bạn phải nhập luôn cái dòng này. Và ta bấm vào redeem vào đây. Đấy, như vậy là ta bấm tiếp vào đây. Nhập mã như thế này là đúng rồi. Bấm vào. Vậy chúng ta có thể lấy cái này để chúng ta đi chia sẻ trên Facebook hay là Messenger. Hoặc là bấm vào đây để chúng ta, trên điện thoại thì chúng ta làm nó dễ hơn. Bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng nữa cho chúng ta copy cái đường link của chúng ta. Rồi, và như vậy là trong cái video này tôi đã hướng dẫn cho các bạn một cách mới nhất về cách cài đặt cái app này trong cái giai đoạn hiện tại, và cách để chúng ta nhập cái mã redeem để kiếm tiền từ cái app này. Còn nếu như có những cái vấn đề gì mà thắc mắc thì các bạn hãy để lại lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Vì đây là tôi làm trên cái trình giả lập Android trên máy tính, cho nên là có một số các cái phần là nó sẽ là hơi khác so với trên điện thoại. Tuy nhiên thì về cái cơ bản nó sẽ không khác một chút nào cả, nó hoàn toàn nó giống. Nhưng cách lấy để cái link để đi chia sẻ thì nó sẽ là khác hơn. Và chú ý là chúng ta phải cài đặt xong rồi chúng ta phải nhập luôn cái mã
Và cái mã di động này tôi cũng để lại ở dưới cái phần mô tả video và cái đường link cũng để dưới đó để chúng ta tiện để chúng ta cài đặt. Những bạn nào mà chưa cài đặt thì chúng ta hãy cài đặt ngay để cùng kiếm tiền với cái chương trình này. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.